quan chức nhận tiền không trong sáng, vì sao người bị tội nhận hối lộ, người không? Vụ bé trai lọt hố tử vong cần xử lý nghiêm thành án điểm, hình phạt thật nặng để răn đe. Không khởi tố nữ nhân viên sân golf bị hành hung ở Quảng Nam. Quan chức nhận tiền không trong sáng, vì sao người bị tội nhận hối lộ, người không? Thưa quý vị và các bạn, cùng thực hiện hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp, có quan chức bị xử lý tội nhận hối lộ, nhưng cũng có người bị xử tội nhẹ hơn. Đại án AIC khép lại giai đoạn sơ thẩm bằng bản án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên đối với 36 bị cáo, nhưng có một vấn đề đang được nhiều người quan tâm liên quan đến các tội danh. Vụ án này, 4 cựu quan chức của Đồng Nai bị cáo buộc nhận tiền từ lãnh đạo công ty AIC gồm Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy, nhận 14,5 tỷ đồng, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh, nhận 14,5 tỷ đồng, Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhận 14,8 tỷ đồng, và Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Khoa học và Đầu tư, nhận 1 tỷ đồng. Các ông Thành, Thái và Vũ bị xử tội nhận hối lộ, còn bà Thu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tương tự trong vụ án xảy ra tại Cần Thơ, cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi bị cáo buộc nhận từ lãnh đạo công ty NSG 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Phi bị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Câu hỏi đặt ra là vì sao 5 cựu quan chức đều có hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp nhưng lại bị truy cứu về các tội danh khác nhau? Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, để xác định bị can, bị cáo phạm tội gì cần phải căn cứ vào hành vi tội phạm mà họ thực hiện. Xét về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, cả hai đều thuộc nhóm tội tham nhũng, trong đó nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất đến tử hình, lợi dụng chức vụ quyền hạn có khung hình phạt cao nhất 15 năm tù. Hai tội này có nhiều điểm giống nhau, đều có chủ thể đặc biệt là người có chức vụ quyền hạn, đều có thể nhận lợi ích để thực hiện một công việc không phù hợp hoặc không được làm so với vị trí mình đảm nhiệm. Về khác nhau, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn là người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp giải quyết công việc nhưng đã sử dụng chức vụ quyền hạn đó một cách trái phép nhằm mục đích vụ lợi, gây thiệt hại cho nhà nước, xã hội hoặc công dân. Còn hành vi nhận hối lộ là việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền hoặc lợi ích khác để làm hoặc không làm một việc theo yêu cầu hoặc vì lợi ích của người đưa hối lộ. Đối chiếu vụ án AIC, bà Bồ Ngọc Thu giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên ban chỉ đạo dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, vì sức ép cấp trên và đã nhận tiền từ lãnh đạo AIC vào các dịp lễ Tết, bà Thu làm trái nhiệm vụ được giao, bỏ qua các bước thẩm định để ký tờ trình phê duyệt lại và tăng vốn đầu tư dự án, không lập hồ sơ thuyết minh tăng vốn, không đưa ra cơ sở để xác định danh mục thiết bị. Chuỗi hành vi trên giúp công ty AIC trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại hơn 148 tỷ đồng. Vì thế, bà bị xử lý tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong khi đó, các ông Thành, Thái và Vũ bị xác định là người có chức vụ, nhận tiền do lợi dụng quyền hạn mà mình có, trái quy định pháp luật, hành vi cấu thành tội nhận hối lộ. Ví dụ khi đưa tiền cho ông Thành và ông Thái, lãnh đạo công ty AIC đều đề cập đến việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tham gia vào trúng thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các bị cáo biết rõ việc nhận tiền là để thực hiện các hành vi có lợi cho công ty AIC. Minh chứng là ông Thành tác động đến cấp dưới, còn ông Thái ký quyết định phê duyệt lại dự án khi không có thẩm định, không thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua đó giúp doanh nghiệp trúng 16 gói thầu. Với tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đây là hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây ra các thiệt hại về tài sản cho người khác. Đối chiếu vụ án tại Cần Thơ, cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi bị xác định có hành vi bàn bạc thống nhất với lãnh đạo công ty NSG để công ty trúng thầu với giá đưa ra trước đó. Bà Phi còn chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để công ty NSG trúng thầu. Những việc làm nêu trên thể hiện sự can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, một trong những dấu hiệu đặc trưng của tội vi phạm đấu thầu, từ đó gây thiệt hại ngân sách hơn 32 tỷ đồng. Mặc dù bà Phi có nhận 3 tỷ đồng từ lãnh đạo công ty NSG, tuy nhiên giữa hai bên không có hứa hẹn hay thỏa thuận từ trước, nên cơ quan tố tụng không truy tố tội nhận hối lộ là có căn cứ. Vẫn theo luật sư Lực, cách phân chia theo lĩnh vực, đối tượng như trên giúp cá thể hóa tội phạm, phân biệt rõ ràng các tội danh, đồng thời xác định trách nhiệm hình sự, tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Vụ bé trai lọt hố tử vong cần xử lý nghiêm thành án điểm, hình phạt thật nặng để răn đe. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những cảnh báo quy định của luật pháp, các vụ tai nạn thương tâm vẫn xảy ra. Phải chăng vì ít có cá nhân, đơn vị liên quan bị xử lý nghiêm khắc
nên nhiều người vẫn thờ ơ. Vụ việc một bé trai 10 tuổi tỉnh Đồng Tháp bị lọt xuống trụ bê tông sâu 35 mét của một công trình đang thi công xảy ra mấy ngày qua tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhiều công trình đang thi công xây dựng thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn. Trước đó không lâu, chiều 19 tháng 12 năm 2022, một bé gái 5 tuổi bị rơi xuống hố cọc bê tông sâu 15 mét tại khu vực công trường đang thi công ở tỉnh Đồng Nai. May mắn là lực lượng cứu hộ đã cứu được bé gái khỏi hố sâu. Tai nạn vì chủ quan, lơ là khi tiến hành thi công xây dựng các công trình. Đặc biệt là giai đoạn thi công đào hố móng, đóng khoan cọc nhồi, đóng cọc đổ bê tông, xây dựng các trụ móng công trình, công tác bảo đảm an toàn gần như là tuyệt đối. Nhất là khi thi công tại các khu dân cư, tuyến đường giao thông có người qua lại. Ngoài các biện pháp kỹ thuật, thi công, biện pháp an toàn, công trình phải luôn kín cổng cao tường, nghĩa là phải được rào chắn cẩn thận, an toàn, không ai được phép ra vào, trừ những người làm nhiệm vụ. Ngoài ra tại công trình đang thi công, đều có nội quy công trường, biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm vào. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phải túc trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, quan sát công trình và có quyền xử lý những người không phận sự vào đây. Các kỹ sư chỉ huy trưởng công trình, kỹ sư giám sát kỹ thuật, an toàn cũng có nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát chung nhằm phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra tại công trình. Tuy nhiên, trong thực tế, dù đã có những quy định về thi công xây dựng công trình cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn trong khi thi công, nhưng không ít công trình thiếu rào chắn hoặc nếu có thì làm sơ sài, hình thức, thiếu biển báo, nội quy, biển cảnh báo nguy hiểm. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng chủ quan lơ là, thiếu cảnh giác, thậm chí thiếu trách nhiệm, không nhắc nhở, xử lý kịp thời khi người ngoài đến gần công trình, nhất là trẻ nhỏ. Hậu quả là đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm cho người đi đường khi tham gia giao thông. Trẻ nhỏ lọt hố, đuối nước tại các hố công trình đang thi công và cả công nhân thi công cũng vướng vào tai nạn thương tâm. Truy đến cùng trách nhiệm, quy chuẩn an toàn lao động và thi công có nhiều. Sau các vụ tai nạn lao động quyết liệt hay quyết tâm chấn chỉnh cũng không ít. Nhưng thực tế, cái gọi là tai nạn hy hữu nhưng lại xảy ra liên tiếp 2 vụ trong vòng nửa tháng. Xét cho cùng, có nhiều nét tương đồng. Công trường đang thi công và nạn nhân đều là trẻ em. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể Nghị định số 16 năm 2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với chủ công trình thi công nếu có một trong những hành vi sau: không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường, phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi, không có quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong biện pháp thi công, không bố trí đủ nhân lực phù hợp để giám sát thi công xây dựng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng. Ngoài ra, đối với các hành vi của chủ công trình, nếu để xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng cho người khác, đặc biệt là cho trẻ nhỏ tại công trình do thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công hoặc do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật hình sự. Khi cảnh báo không đủ sức gian đe thì phải xử lý nghiêm, hình phạt nặng mới giúp bớt tái diễn tai nạn và an toàn thi công mới được lập lại nghiêm túc. Vậy nên, để bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các công trình đang thi công, xây dựng nhất là các công trình thi công gần những khu dân cư nhằm phòng ngừa hậu quả thương tâm, đau lòng, lực lượng chức năng có thẩm quyền cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra đột xuất, đình chỉ ngay lập tức và lập biên bản xử phạt mạnh tay hơn đối với những công trình có dấu hiệu vi phạm, thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn. Đặc biệt cần truy đến cùng trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm khắc về mặt hành chính, lẫn hình sự, dân sự để không còn xảy ra những tai họa không thể sửa chữa, khắc phục. Không khởi tố vụ nữ nhân viên sân golf bị hành hung ở Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ họp và có thể thực hiện quy trình cho ông Nguyễn Viết Dũng, người hành hung nữ nhân viên sân golf, thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng. Ngày 7 tháng 1, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được thông báo từ Công an quận Ngũ Hành Sơn liên quan đến ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, hành hung nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Chúng tôi đã nhận được quyết định từ Công an cho biết không khởi tố vụ án, vụ việc không cấu thành tội phạm, ông Thanh thông tin. Ông Thanh cũng xác nhận thông tin ông Nguyễn Viết Dũng có nguyện vọng xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tuy vậy, tới thời điểm này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa nhận được đơn chính thức từ ông Dũng. Ông Nguyễn Công Thanh cho biết, về hướng xử lý thì vào ngày 9 tháng 1 tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ họp và xem xét, có thể thực hiện quy trình cho ông Dũng thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng.
Theo quy định, nếu không truy tố pháp luật thì không có đình chỉ tư cách đại biểu đối với ông Dũng. Tuy nhiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể sẽ xem xét cho ông Dũng tự rút theo nguyện vọng cá nhân, ông Thanh chia sẻ.